lâu lắm rồi mà cứ chỉ là đau cổ làm nhức đầu lắm, mà bác sĩ và cánh tay của em cứ một năm thì nó đau đầy mấy có khi 10 ngày một tháng em tự sờ sờ trước khi lên đây thì nó không muốn cầm nữa, nó cứ đau. Bạn sao anh chị? Có cái đồ nâng cổ đó rồi qua bên kia. Dạ, thưa bác sĩ cho em hỏi em còn một cái bệnh mà nãy gì vô tình bác cái bác trước đây bác sĩ có nói chị có một cái bệnh mà bị ngủ gái. Bác sĩ ở đây có cho em một cái máy để chụp cái lỗ mũi mình. Đúng rồi. Bữa qua mỗi đêm em phải thở bằng cái đó. Đúng rồi. Khi mà em đi chữa đó thì người ta nói là tại do cái cằm của em nó nhỏ quá, nó làm cho mình ngủ thì mình phải thở do mình gây tiếng ồn. Xin bác sĩ chỉ cho em về để em chữa. Chườm đá. Em chỉ chườm đá. Chườm đá này. Thực ra là khi chườm đá xong cái ngáy nó đều xuống liền, rồi từ từ nó giảm dần dần, nhưng mà mất rất là lâu thời gian. Người người cõi trên tức như là chỉ thức đêm ấy, chỉ cứ trong nhà thôi, nhưng mà chỉ thức tới 5 giờ sáng chỉ mới ngủ, mà chỉ ngủ ngày như vậy thì có 4 tiếng 5 tiếng à. Nếu trường hợp như vậy em đã mua những dụng cụ và đá về đây rồi thì em về làm sao? Chắc chắn rồi. Này không biết rồi đó. Em chỉ trường thôi. Trường đá là ngủ ngon rồi. Dạ. Dạ. Ủa sao đi rồi nhắc hay nhắc vậy? Để em ngồi lâu quá em đứng đây nó bị thế. À thế à? Dạ. Rồi sao nữa? Bị cái cuộc sống đó. Em bị cái đó mà nếu mà lúc nào đau quá phía trên thì nó sẽ tăng lên trên đầu. Xong đó em ngày xưa thì tình tình chỉ bây giờ nó cũng bị ảnh hưởng lúc mà đau quá, nhưng mà nói chung là cái đau đầu thì bạn phải tìm cho em cũng bị ví dụ ở Việt Nam em chỉ cần đi lâu, em chỉ đi bộ hoặc là em ngồi như này là chỉ khoảng 15 phút thì em phải thay đổi trạng thái đi lại ngồi lâu tư thế đấy. Và cái thứ hai đấy là phía trên nó lại ảnh hưởng đến cả một cái tay này của em, hầu như là cái cảm giác mình cũng kém. Thế này bác sĩ họ cũng đã cho em điều trị cũng nhiều cái ABCD rồi tập luyện các thứ, đến bây giờ đông tây y người ta chỉ nói khi nào mà không chịu được nữa thì mua. Thế nhưng mà em thì em cũng được người tư vấn của bác sĩ đông y, thứ nhất là khi em ở chùa của bà thì cũng có các học sinh đồng thời giúp em cái việc bấm huyệt thập chỉ, nên em cũng có mua đá trường thì độ khoảng 6 tháng gần đây em có tập cái đạt ma gì cân kinh ấy. Thế nhưng mà em thấy như là nó không ổn cho cái tay bên này, nhưng mà em nghĩ là tập thì nó phải lâu dài, nhưng mà đến độ khoảng gần 3-4 tháng gần đây thì em thấy cái tay này nó có vẻ nhiều khi nó không phải nó đau đến cái mức độ mình không làm việc được, nhưng mà nó cứ như là tay già, nó cứ cảm giác như thế nó mỏi, nó rất tay mỏi. Nhưng em cứ luôn luôn em bạn buộc và chặt áo này thì em dễ chịu, cứ bỏ là bình thường và hầu như nó cứ đau như thế. Đấy là phía trên, còn phía dưới thì cũng từ cái L 4567 gì đó nó xuống thì em được. Bây giờ lên cầu thang này đi được không? Em cứ đi thì đi được, nhưng mà chỉ được khoảng 10 bậc cầu thang thì là phải ngồi ngay xuống, thì cái chỗ cái đầu gối này nó rất đau, nên em cảm thấy như thần kinh bó, cứ nó chạy ngứa đầu nó đau nhói một cái ở đây, xong bắt đầu nó cứ chạy từ trên này. Đấy. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.